Đây, xin giới thiệu các bạn, đây chính là hai đây nha. Đây nha. Tí nữa là ok, và bây giờ mình với Phong Cận và Sammy sẽ cùng nhau đi mua iPhone 13. Thật ra là mình đi theo để mình đi ké đâu mọi người à, chứ mình làm gì có tiền mà mình mua iPhone 13 đâu. Cái ai mua tặng mình đó các bạn, cái xạo các bạn ơi. Quá à? Ủa mà Phong có mua không Phong? Không, Phong này có tiền. Ủa Phong mua hả? Trời ơi, tiếc quá. Trời đất ơi, tưởng đâu là cái Sam đi mua. Cái này Phong mượn tiền thì Phong mua. Ừ, được, ok. Các bạn mà thấy là Phong đang... Nếu như các bạn thấy Phong mua thì chắc chắn là các bạn cho Phong mượn tiền nha. Ok, ok. Ok, ok. Hôm nay có một cái dịp Hero Team vô Sài Gòn để quay phim các bạn à. Để quay job, thật ra mình đã quay rồi nên là mình chỉ có gọi là... Nói chung là đi ăn, đi chơi với mọi người thôi. Còn chủ yếu là tôi không có đi quay gì hết trơn á. À, có đi quay vlog để cho mấy bạn coi nè. Thôi, mà không nói nhiều nữa, chúng ta đi mua điện thoại đây nào. Let's go. Ok tất cả mọi người ơi, thì bây giờ là mình với lại là Phong Cận và Sammy đang đi mua iPhone 13 Pro Max luôn các bạn ơi. Và thực ra là chỉ có Sammy và Phong Cận mua thôi, bởi vì là trước đó là mình đã mua rồi nên là mình chỉ đi theo để quay thôi mọi người. Thực ra thì cái chuyến hành trình đi Sài Gòn này của Hero Team thì bọn mình chỉ đi 4 ngày thôi, và thực sự luôn là cái chuyến hành trình này là bọn mình vào gấp để quay một cái job của Gena Free Fire các bạn à. Cho nên là trong cái chuyến hành trình này là bọn mình chủ yếu là sẽ đi làm việc rất là nhiều luôn, cho nên là sẽ có rất là những cái khoảnh khắc kiểu như là Hero Team gọi là vui chơi cùng với nhau đồ này nọ, nên là các bạn thông cảm với mình nha. Nhưng mà bạn nào mà muốn Karen ra thêm nhiều vlog về Hero Team nữa thì các bạn đừng quên là hãy ấn like video này giúp tôi, và đừng quên là giúp cho video này của tôi đạt được 20.000 like luôn nha anh em ơi. Cảnh này là như các bạn có thể thấy là Sammy là đang gọi là rất là yêu thích luôn. Sammy thì cũng giống như là Simmy các bạn, rất là thích cái chiếc iPhone 13 Pro Max mà phiên bản màu xanh dương. Còn Phong Cận thì hình như theo mình nhớ là Phong Cận mua phiên bản gọi là màu đen các bạn à, màu xám giống mình đó anh em. Nói chung là hội anh em là có tôi nè, có Phong Cận nè, có Siro, có Mr. Vật đều gọi là xài màu đen các bạn ơi. Còn gọi là hội chị em là có Camui, Simmy, Sammy là xài gọi là gì ta, màu xanh. Còn Mimi thì tất nhiên là chưa lộ mặt, cho nên là mình chưa thể nào mà gọi là tiết lộ cho mọi người được rồi đúng không nào. Ok, và bây giờ mình sẽ mua iPhone 13 xong và sau đó sẽ về nhà nha. Cuối cùng thì anh Dịch ơi, cuối cùng thì anh cũng đã tới rồi anh Dịch ơi. Đây, xin giới thiệu với các bạn là Vịt vừa mới từ gọi là sân bay trở về gọi là Gaming House các bạn ơi. Trời đất ơi, đã 7 tháng rồi, thực sự là 7 tháng rồi mình không gặp Vịt luôn á mọi người. Thực ra là riêng về Phong, Sam, Sim thì mình mới gặp hồi đợt đi Huế lúc trước thôi. Nhưng mà riêng Vịt với lại là Camui á là đã 7 tháng trời mình không gặp anh em ơi. Trời đất ơi, lần này gọi là Hero Team gọi là tụ họp sau 7 tháng gọi là... À đâu, tính ra là nếu mà Hero Team mà cũng phải 8 tháng luôn mọi người. Cảnh này là Vịt khoan đi vô nhà trước, mà Vịt gọi là đã gọi là đi qua cái quán ăn kế bên để chào chị chủ quán trước các bạn à. Bởi vì là đây là một cái quán mà bọn mình rất là hay ăn luôn đấy. Trời ơi các bạn ơi, cuối cùng là sau gọi là 7 tháng thì bây giờ mình đã gặp lại được anh Dịch rồi. Trời ơi, lần cuối mà mình gặp Vịt đó chính là lần mà khi mà mình với là Simmy ra Hà Nội các bạn à. Đó là lần cuối cùng luôn. iPhone 11 rồi đúng không? 13 Pro Max. 13 hả? Ừ. Quốc cũng đang quay bằng cái 13 Pro Max. Thật ra mình giả bộ thôi chứ mình cũng đang quay bằng 13 các bạn à. Và Phong Cận cũng vừa mới mua 13. Hình như thế mình nhớ là Siro hôm qua cũng vừa mới mua 13. Quầy chiến à. Anh em top xài iPhone 13 luôn các bạn ạ. Ok mọi người, và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau gọi là đi mua đồ nha. Và thực sự luôn là bây giờ dịch bệnh của các bạn rất là căng thẳng, nên là các bạn nhớ thực hiện quy định 5K nha. Tôi phải nói vậy đó, không anh em bảo tôi là sẽ còn dịch bệnh mà anh cay đi chơi. Không các bạn à, bọn mình là đi mua đồ bởi vì công việc. Thật ra mọi đồ mọi người đi mua đồ vì công việc thôi, còn mình là mình đi theo chơi cho vui thôi. Ừ. Thế nếu thì là vậy đó. Anh đang làm hành động gì vậy? Khó hiểu quá. Ok, và bây giờ mọi người đang gọi là chuẩn bị mang giày để đi thế nào. Và nếu mà bạn nào mà không biết đây là ai thì xin giới thiệu bạn, đây chính là Naobi TV. Hiện tại là Naobi đang làm một cái công việc mới, đó chính là làm trợ lý cho Hero Team các bạn à. Wow, bất ngờ thật luôn ấy. Xin giới thiệu cho các bạn, đây chính là Giang Hồ các bạn ơi. Dạy bé. Ê, bạn à, bạn làm gì đó? Nói lại coi. Dạy bé. Nói lại coi. Dạy bé chắc là cũng là lâu lắm rồi anh em ạ. Tôi mới gặp lại được cái cảnh này, hội chị em đông nó như vậy. Lâu lắm luôn rồi mọi người. Lâu lắm, cũng lâu lắm rồi mới có một cái vlog ở Sài Gòn cho mấy bạn coi đó. Đâu? Đâu, giờ đi hồi đó rồi. Đây Giang Hồ rồi các bạn. Đó, Giang Hồ. Người yêu thứ hai của Simmy. Thấy mình nhường bạn thôi. À, thế à.
các bạn có không cái vlog gọi là mình gọi là đánh nhau với Ruby không các bạn? Mình là mình muốn lắm rồi đó, ngắm trời. Đường phố Sài Gòn bây giờ cũng đã tối rồi các bạn ơi. Hiện tại là như bây giờ là chúng ta đang gọi là 8 giờ tối các bạn à. Và bây giờ bọn mình đang gọi là gấp rút chạy ra bên ngoài quận nhất để có thể gọi là đi mua đồ. Bởi vì là sắp tới là như các bạn cũng có thể biết được là Hero Team chuẩn bị gọi là quay một cái job của Free Fire. Nên là bọn mình cũng phải gọi là ăn diện một chút xíu các bạn à. Phải ăn diện chút xíu để cho nhìn nó gọi là bảnh tỏn, nhìn cho nó đẹp trai. Đấy, và thực sự luôn là mình cũng rất là vui luôn đấy, khi mà sau 8 tháng thì mình mới có thể gặp lại được tất cả mọi người luôn các bạn à. Đầy đủ những thành viên luôn. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta đang tới hầm rồi các bạn à. Và ở đây chúng ta đang có rất là đông luôn. Đây xin giới thiệu các bạn, đây chính là hai à 7 5. Đây thôi nha. À đây nha. Tí nữa là mọi người đang gọi là có mặt rất là đông đủ rồi. Và bây giờ chúng ta đi vô hầm nào. Let's go. À nhân SEO, hello tất cả mọi người. Bây giờ là chúng ta đã tới rồi nè. Và đây sẽ giới thiệu các bạn, đây chính là mèo Sim ơi. Trời đất ơi, tôi tưởng đâu á là chắc là phải lâu lắm mới gặp lại được Sim luôn các bạn. Nhưng mà ai ngờ đâu mình đi Huế về một tuần sau là gặp lại luôn. Ừ. Mọi người, thật ra nãy giờ mình nói con này hơi bị nhiều đó. Thôi bây giờ mình cứ đi mua đồ đi ha. Thật ra mình cũng chả biết mình mua gì đó. Tại vì mình đâu có quay sự kiện với job. Cứ đi ra, let's go. Rồi thì nó gặp nhau ngoài này nhá. Ok. Idol. Ôi trời gì trời. Ở đâu đây hả? Ôi tụi giống không nè. Idol. Chù cha. Idol. Này vô nè. Yeah. Rất cơ nè. Ủa idol đi đâu chơi vậy? Đi mua đồ á. À, ghê vậy. Gấp con lên trên. Ủa nó bị bóc mà nó phải gấp. Sao thật sự. Ok thì là mình đang đi với phòng này nè. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi lựa đồ để ngày mai mình sẽ đi chụp hình mà. Ờ, nhìn cô té rồi. Đội sao đó? Thôi, xin lỗi nha. Đội dậy thôi, nó chỉ có dậy thôi. What do you think? Nhìn cô té rồi. Đó. Nhìn cô té chứ. Hey! Hả? Mới phát hiện ra một khu bán áo nhụp đẹp lắm. Áo nhụp hả? À, em tới rồi. Ủa, tao thấy mày đâu, sao mày tới được? Lần trước khi đi Huế này có đi cái này một lần thấy mà. Lại có mua áo nào? Không, hết tiền. Ôi, quay bằng iPhone 13 Pro Max mua 38 triệu nét ha. Nét. Vịt luôn là một cái người gì đó gọi là rất là khó khăn trong việc kiếm đồ luôn các bạn à. Đây mình sẽ đi theo Vịt cho các bạn coi thử nha. Vịt hồi nãy giờ là đi ở bên trong cái chỗ này là một tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà vẫn chưa lựa được một cái món đồ nào gọi là ưng ý cho mình hết các bạn ơi. Cho nên là Vịt vẫn đang gọi là rất là miệt mài đi kiếm đồ luôn. Còn mình thì vô đây mình cũng thật ra tôi nói vậy chứ tôi cũng chả biết mua gì hết anh em ơi. Hồi nãy giờ tôi cũng đi vòng vòng vậy chứ đã mua cái gì đâu. Sau một tiếng đồng hồ gọi là lựa đồ các bạn à, cuối cùng bây giờ mình cũng thấy mua được món đầu tiên rồi, thề lắm, tại vì không biết mua gì chơi. Rồi hôm sau mua được món đầu tiên rồi nhờ. Cảm ơn cây. Gì? Anh nãy giờ đi tìm gương để so tóc. Anh liền liền ngủ gục. Xin mua được gì hả Xin? Xin mua được một set áo xanh. Với lại là một cái túi màu xanh, với một cái áo hoodie màu xanh và cái mũ màu xanh. Đấy. Đó, nói chung là nguyên sách hôm nay là mình mùa xanh hết luôn mọi người. Có con mũi. Thôi chờ lấy thêm. Cái chỉ định gọi là xin chung, chúc xin chung luôn các bạn. Hôm nay mình thiếu những các bạn đổi cái mũ này nha. Đầu tiên các bạn phải nhớ là nè. Hay, cực. Chắc đẹp, chốt. Hồi nãy giờ, sau một tiếng rưỡi thì bây giờ tôi đã mua được rất là nhiều đồ. Các bạn thấy không? Rất là nhiều đúng không nào? Ra đi cầm tha giùm ta đó. Thật ra là mình chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất thôi mọi người à. Đó chính là đi cầm đồ giùm người ta thôi á. Còn mình thì mình làm gì có tiền mà mua đồ đúng không? Thôi bây giờ phải làm tiếp tục làm Oshin thôi. Buồn quá cơ men ơi. Cơ men ơi có hấu lội, hấu lẩu lòng này của tôi. Sao anh? Bây giờ đi ký sổ bảo rồi. Đúng rồi, thứ hai anh phải biết tạo gì. Đúng rồi, biết rồi. Thứ ba anh phải cách thời chúng ta.
Đây mình chơi kiểu trượt các bạn ạ. Chơi cầu trượt đó có mà không chơi trường mà em có bảo đâu, thì đâu có bảo đâu. Sau khi mà có một mình tôi chụp hình đây thì bây giờ tất cả đều chụp hình đây các bạn ạ. Chiến. Quá chiến. Ok, và bây giờ thời gian mua sắm cũng đã hết rồi. Như mình nói với các bạn ở đây là mình cầm hộ đó các bạn ạ. Không có tiền đâu. Bây giờ thì về nhà ăn cơm đây nào. Let's go. Vậy cái gì? Cuối cùng cũng đã về tới nhà rồi mọi người ơi. Và sau khi mình về tới nhà thì có một cái cảnh làm mình khá là bất ngờ, đó chính là đây. Xin giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn biết đây là ai không? Đây xin giới thiệu các bạn, đây chính là bác gấu của Free Fire các bạn à. Đó, hôm nay là bác gấu có qua bên gọi là shop hero để kiểu giống như là thăm hero team nè mọi người. Và ở bên đây thì chúng ta đang thấy được là đang có rất là nhiều những cái anh chị luôn. Đây xin giới thiệu mọi người, đây chính là Upgrade mọi người ơi. Nếu mà bạn nào mà không biết Upgrade đó, thì hiện tại là Upgrade là một gọi là thành viên mới, một YouTuber mới đã gọi là tham gia vào gọi là Hero Media rồi mọi người à. Cho nên là hôm nay Upgrade gọi là qua đây cũng để gọi là đi ăn uống đồ cùng với mọi người luôn ấy. Cho nên thật sự là mình rất là vui luôn á mọi người. What's up các bạn? Sau khi mình về nhà, các bạn có biết được đây chính là ai không? Trợ lý của Kai. Ok, sao rồi? Phụ xem của Kai. Ok các bạn ơi, và đây chính là anh Greg nha mọi người. Và nếu mà bạn nào mà biết anh Greg thì mình quên để lại bên dưới nha. Đấy, mình nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn biết anh Greg là ai đúng không nào? Đừng quên ủng hộ cho anh Greg luôn nha. Trời ơi, từ sáng tới giờ cuối cùng cũng đã được ăn rồi, trời ơi. Đây, như các bạn đang thấy là mình đang ngồi bên bàn hội chim đó các bạn. Thật ra là các bạn biết sao không? Mình ngồi bên bàn hội chim để có thể ăn nhiều hơn anh em ơi. Chứ ngồi bên bàn hội anh em thì anh em ăn nhiều lắm. Tôi gọi là tôi ăn không lại anh em à. Nên là tôi ngồi qua bên hội chim, có gì hội chim không ăn á thì mình sẽ gọi là ăn giùm hội chim luôn cũng được các bạn ơi. Còn môi cũng đã tới. Cuối cùng môi cũng đã tới các bạn à. Buồn không vậy? Buồn không? Buồn gì đâu. Anh em tới thì buổi trưa nhưng mà mui bây giờ mới tới. Ví dụ các bạn khi mà người ta đang ăn xong hết trơn rồi, bây giờ thanh niên này mới ăn vội bát cơm các bạn kìa. Vô tỏ ra tội nghiệp thấy không? Các bạn nhìn có giống như kiểu cậu bé đang vội ăn chén cơm giữa một cái ngày đang đi làm không mọi người? Cuối cùng thì cũng đã sáng hôm sau rồi. Đây chính là khung cảnh sáng hôm sau của gọi là những anh em các bạn à. Mọi người đang gọi là ăn bánh tráng, thề luôn á. Trời, buổi sáng mà đi ăn bánh tráng các bạn. Buổi sáng là người ta phải đi gọi là ăn sáng, ăn những cái món gì đó nó đầy bụng một chút xíu. Trời, sáng đi ăn bánh tráng đau bụng chết luôn ấy. Ok mọi người ơi, thì có lẽ là vlog của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên lại cho channel của mình một nút like, share và nút subscribe nhé. Và nếu mà video này đạt được 20.000 like thì mình sẽ gọi là cho ra thêm nhiều vlog nữa của Hero Team luôn nha mọi người ơi. Thì bây giờ thì có lẽ xin chào và hẹn các bạn trong những vlog tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.